Tiến Dũng và Hoàng Sa xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình Kinh tế trong tuần qua cùng với anh em chúng tôi. Dạ vâng, Hoàng Sa xin thân ái kính chào quý vị và mở đầu cũng như thường lệ kính mời quý vị dạo một vòng quanh thị trường chứng khoán. Vâng, kính thưa quý vị, Dow Jones đóng cửa giảm 112 điểm, hiện tại là 28.051 điểm. Nasdaq thì giảm 39 điểm, hiện tại là 8.665 điểm. SP500 giảm 12 điểm, hiện tại là 3.140 điểm. T-Note 15 là 1.77%. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.72%, tuần rồi cao nhất là 3.25%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.19%, tuần rồi cao nhất là 2.75%. Giá dầu thô đóng cửa ở mức cuối ngày với giá là 55 đồng 17 cent trên một thùng. Giá vàng quốc tế hiện đang là 1.465 đồng trên một ounce. Giá vàng tại Việt Nam mua vào là 41.150.000 đồng Việt Nam và bán ra là 41.350.000 đồng Việt Nam. Và cũng tại Việt Nam thì một Mỹ Kim ngày hôm nay đổi được là 23.250 đồng tiền Việt Nam thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thị trường chứng khoán đóng cửa vào cuối ngày. Và ngay sau đây kính mời quý vị đến với những bản tin chính trong tuần của chúng tôi. Kính thưa quý vị, và như thường lệ thì mở đầu Hoàng Sa xin được gửi đến quý vị bản tin có liên quan đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Thì theo Bộ Lao động báo cáo vào hôm thứ Năm tuần rồi, thì số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm đến 15.000 người và tổng số là 213.000 cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 23 tháng 11 vừa qua. Trong khi đó thì thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đã giảm đáng kể. Theo Bộ Thương mại thì thâm thủng thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ đã giảm đến 5,7% trong tháng 10, chỉ còn là 66,5 tỷ Mỹ Kim, trong khi tháng trước là 70,5 tỷ Mỹ Kim. Và xuất cảng của Hoa Kỳ cũng đã giảm nhẹ đến con số là 900 triệu Mỹ Kim. Xuất cảng trong tháng 10 đạt được là 135,3 tỷ và nhập cảng là 201,8 tỷ Mỹ Kim, đã giảm 5 tỷ thưa quý vị. Và theo các kinh tế gia đó thì cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã làm giảm con số xuất nhập cảng của Hoa Kỳ. Dạ vâng thưa quý vị, và tiếp theo là một bản tin liên quan đến chỉ số tiêu dùng của người Hoa Kỳ. Thì trong bối cảnh kinh tế của Hoa Kỳ mạnh như bây giờ đó, thì nhưng cũng có một số người luôn hoài nghi là sẽ có một cuộc suy thoái xảy ra. Và lý do vì họ thấy rằng kinh tế của Hoa Kỳ có khi bị xuống đôi chút. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn chung theo biểu đồ hàng năm thì kinh tế của Hoa Kỳ đã giảm 1 nhưng mà tăng 1,5. Điển hình như là chỉ số người tiêu dùng đã tăng kỷ lục. Chỉ số người tiêu dùng thì được biết là Consumer Confidence Index CCI đó đã tăng kỷ lục là 125,5. Theo thước đo CCI thì 100 là mốc chính. Và nếu con số CCI dưới 100 thì người dân đã save nhiều hơn là xài. Và ngược lại, nếu trên 100 đó thì người dân đã xài nhiều hơn là save tiền. Và con số hiện tại của Hoa Kỳ đó là 125,5 thưa quý vị. Và phải nói kinh tế Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ tiêu tiền rất là nhiều và kinh tế vẫn còn rất là mạnh quý vị. Trong khi đó thì cái điều này, cái bản tin kế này nó rất là quan trọng. Tí Dũng cũng gửi hàng năm đó, Tí Dũng gửi đến bản tin này mà năm nay theo cái USA Today, chúng ta có thể log vào cái website đó để tìm hiểu thêm. Và người ta khuyến khích quý vị đó là khi chúng ta đi ra shopping đó, một là chúng ta trả tiền mặt, hai là chúng ta trả tiền thẻ. Nhưng có nhiều người được các cái retailer, tức là những cái cơ sở thương mại đó, họ khuyến dụ. Cái chữ khuyến dụ rất là chính xác, bởi vì họ nói rằng anh có thể sign up cái credit card. Nếu mà anh sign up credit card, anh sẽ được một cái bonus bao nhiêu tiền, anh sẽ được mua được bao nhiêu phần trăm off, vân vân. Nó nhiều cái gọi là gọi là phần thưởng đi kèm theo. Có nhiều người lắm, 1/3 người dân Mỹ đã vướng vào cái trường hợp này. Tức là 10 người là hơn 3 người đã phải sign up cái credit card. Trong khi đó họ nói rằng theo cái comparecard.com đó, thì cái số người Mỹ mà sử dụng cái credit card đến ngày hôm nay đó, hiện tại giờ phút này đó, là có khoảng 48 triệu người vẫn chưa trả nổi cái nợ hồi năm ngoái. Và năm nay họ tiếp tục mượn tiền nữa. Và theo cái thống kê đó là 18 trên khoảng 18 tuổi, hoặc là có những đứa trẻ dưới 18 tuổi là được quyền sign up cái credit card rồi. Chúng ta nhớ một điều như thế này. Chúng ta ví dụ bây giờ Tiến Dũng mua một cái mặt hàng đó được bớt 20%, mua 100 đồng bớt được 20 đồng, đúng không? Thì sign up làm liền, sign up xong cái nợ đó, dù mua 1.000 đồng là bớt được 200 đồng, quá đã luôn. Nhưng mà sau 1.000 đó không trả nổi thì cái tiền lời nó sẽ nhân lên rất nhiều. Trong khi tiền lời bây giờ trung bình là 17.21% cho đến 29.99%. Vậy thì nếu quý vị nào mà nghĩ rằng mình có tiền mặt mình trả bứt liền trong tháng đó thì cái đó là mình có lợi. Tức là Dũng mua 1.000 đồng bớt 200 đồng thì trả 800 đồng, và tháng sau trả luôn 800 đó
thì coi như là không nợ gì hết, cũng không có bị tính tiền lời. Nhưng ngược lại không trả được 1.000 đó mà hay là 800 đó đó, thì qua tháng này tháng kia cái tiền lời sẽ nhân lên rất nhiều, và cuối cùng chúng ta trả tiền lời thay vì lời được 200 bỏ túi, xem được 200 mà trả tiền lời đến 400-500 cái, thưa quý vị, chúng ta nên cẩn thận điều đó. Dạ vâng, thưa quý vị, và bản tin tiếp theo thì không mấy vui cho lắm, có liên quan đến nhà bán lẻ tên là AC Moore. Thì công ty này cho biết là sẽ đóng cửa toàn bộ cửa tiệm của mình và dự định là sẽ chuyển 40 cửa tiệm thành cửa tiệm Michaels, thưa quý vị. Được biết thì AC Moore là cửa tiệm chuyên bán các sản phẩm về thủ công, nghệ thuật hay là những cái sản phẩm để mà làm tay đó, có trụ sở chính tại New Jersey. Và thương hiệu này đã kinh doanh trên thị trường được khoảng là 30 năm và đa số là phía vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ. Cho nên ở Texas thì quý vị sẽ không nghe nhiều về công ty này, nhưng mà vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đó. Và theo tổng giám đốc điều hành của công ty thì thời kỳ công nghệ hóa điện tử càng ngày đó càng tiến bộ, thì chẳng ai còn có thời gian mà để ý đến thủ công cũng như là nghệ thuật, thưa quý vị. Và cũng một bản tin cũng không mấy vui có liên quan đến hãng xe Audi. Thì hãng xe này cho biết là họ sẽ thông báo là sẽ cho thôi việc đến là 7.500 nhân viên từ nay cho đến năm 2025. Và số nhân viên bị cho thôi việc tương đương khoảng là 10% lực lượng nhân viên của Audi và Volkswagen, thưa quý vị. Thưa quý vị, và quyết định layoff này sẽ tiết kiệm cho công ty Audi trên là 6,6 tỷ Mỹ Kim và hầu hết là tập trung vào các lĩnh vực xe điện. Bản tin cũng cho hay đó, động thái thay đổi mạnh mẽ này đã làm rung chuyển cái ngành công nghệ xe hơi toàn cầu. Thưa quý vị, thì như chúng ta cũng đã biết là hầu hết các công ty sản xuất xe hơi đang chạy đua để mà cạnh tranh đó, để mà chuyển mình từ xăng dầu qua những công nghệ điện từ nay cho đến năm 2030. Đây là thời hạn đối với tại nước Mỹ thôi, thưa quý vị, cho đến năm 2030 đó thì các công ty sản xuất xe 100% sẽ chạy bằng điện, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Hoài Sa. Đúng là như vậy, Hoa Kỳ đã đưa ra cái tối hậu thư, tức là đến năm 2030 thì tất cả những hãng xe phải sản xuất xe chạy bằng điện only, hay là hybrid, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến T-Mobile. Quý vị nào mà sử dụng T-Mobile thì chúng ta cũng quan tâm chút xíu đến bản tin này. Vì tuần lễ vừa rồi, T-Mobile cho biết rằng họ đã bị hacker đi vào cái data của họ, là đã lấy đi một số thông tin cá nhân của những người sử dụng T-Mobile. Và theo như người đứng đầu T-Mobile, là chúng ta biết ông này là Ledger, thì ông cho biết rằng không có quan tâm lắm, mặc dầu có kẻ gian đi vào để mà ăn cắp thông tin đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là không phải là bị nhiều, vì ông cho biết cái đến khoảng 84.2 triệu người dân, tức là customer của T-Mobile. Nhưng mà trong đó là hết 20.8 triệu người là dùng cái là prepaid account, tức là trả một tháng 3 triệu đồng, là cứ tháng nào cũng trả thôi, không cần phải contract, cũng không cần phải lo lắng gì hết, cứ 30 đồng tháng khi nào muốn ngưng. Nhưng mà những người này chỉ có một phần nhỏ là 1.5 trên tổng số 20.8 triệu người đã bị mất cái thông tin của mình. T-Mobile cũng cho biết rằng cái account gồm có address, cái địa chỉ, cái phone number, cái số điện thoại, cái account number, số trương mục của mình và những cái wireless plan information. Ngoài ra thì T-Mobile nói là cái social security, tức là cái số an sinh xã hội thì không bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà Dũng nhắc nhở, không phải riêng về T-Mobile đâu, tất cả những cái thẻ tín dụng của quý vị, cái gì mà liên quan đến tiền mà chúng ta gửi cái statement, khi mà cái hóa đơn gửi về đó, chúng ta nên theo dõi từng chi tiết một, vì có một con số nào lạ là chúng ta đã bị ăn cắp thông tin rồi, thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn anh Tín Dũng với bản tin vừa rồi. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo thì có liên quan đến việc thu hồi thức ăn, và đó là món thịt heo, thưa quý vị. Và Bộ An toàn Thực phẩm của Hoa Kỳ đã ra một cái lệnh để thu hồi hơn nửa triệu pound thịt heo vì những cái thịt này đã chưa được kiểm định. Và theo Bộ An toàn và Kiểm định Hoa Kỳ cho biết đó, thì số thịt heo này được bán ra thị trường nhưng mà đã không được kiểm định, thưa quý vị. Cũng theo Bộ An toàn Thực phẩm thì rất là nguy hiểm cho người tiêu dùng và có thể dẫn đến tử vong nếu mà người tiêu dùng giờ sử dụng đó. Một người giấu tên đã báo cáo cho Bộ Nông nghiệp và Bộ An toàn Thực phẩm công ty Morris Meat ở Maywood, Illinois, đó, cái công ty này ở Illinois, đã không kiểm dịch số thịt heo này khi được bán ra trên thị trường. Và thưa quý vị, thì theo như họ sẽ thấy đó, cái hành động của người này rất là đáng khen vì đã giúp rất là nhiều người thoát được lưỡi hái của tử thần. Vì họ sẽ cũng khuyến khích rằng khi mà quý vị đi vào các chợ hay là nhà hàng đó, nếu mà thấy thực phẩm ở đây không có an toàn đó, không an toàn cho người sử dụng, thì quý vị cũng nên cho người chủ biết để mà họ điều chỉnh lại. Tại vì chúng ta
nghĩ rằng nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ cho bản thân thôi, mình không an toàn thì thôi mình về nhà mình nói cho người gia đình, người thân mình biết thôi. Đó thì cái đó cũng hơi ích kỷ một chút xíu. Tại vì chúng ta cũng biết là có người Mỹ có cái câu đó là you're the one that help community getting better, có nghĩa là một cái sự thay đổi của mình thôi, mình lại giúp cho cái cộng đồng của mình trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên nếu quý vị cứ ngoài việc share những thông tin thì quý vị đến cho báo cho cái người chủ của cái cửa hàng đó biết đó, để họ không cái bán cái thịt heo nữa, thì nó sẽ giúp cho những cái người khác không phải mua và không phải hại đến sức khỏe của họ nữa. Đúng là như vậy. Kính thưa quý vị, Hoài Sa nói thì điều cũng góp ý chút xíu là chúng ta đi chợ hay đi nhà hàng, ví dụ chúng ta đi nhà hàng đó mà ra mà chúng ta bị nhiễm độc thực phẩm, thì chúng ta cũng gọi người chủ biết là ồ tôi vừa mà ăn cái món đó. Theo tôi Dũng nghĩ là khoảng 90% là người chủ đó sẽ sửa lại hoặc là sẽ kiểm tra món hàng đó. Ngay cả chợ, tôi vào chợ Mỹ mà chúng ta thấy cái mặt hàng đó nó over, nó expire rồi, nó cái expiration date hết rồi, chúng ta nhắc nhở người chủ thì người chủ sẽ bỏ ngay. Hoặc là cái mặt hàng mà nó cái thùng chanh chúng ta mua mở ra thì chanh móc nhiều quá thì nói họ sẽ bỏ liền. 90% Dũng nghĩ là họ sẽ action liền, còn ngoài ra thì số 10% còn lại thì Dũng không biết. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng quý vị nhắc nhở như vậy để giúp cho cái community nó better. Tại vì trường hợp như Tiến Dũng thấy mà không nhắc nhở thì người sau, dù cụ già 80 tuổi lỡ đi vô chợ thấy mắc kiếu mà, yếu mà, mua đem về ăn thì tội người ta lắm. Thì tụi mình nhớ nha, chúng ta có thể đi chợ hay nhà hàng cứ nhắc nhở là không sao hết. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần 1 của chương trình Kinh tế trong tuần ngày hôm nay cùng với anh em chúng tôi. Sau một vài phần tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Mong quý vị đừng rời khỏi màn ảnh của Viettv.